Vậy thì còn chần chờ gì nữa. Hello anh em. Ok cho anh em ơi, trận đấu như thế này, khung giờ như thế này mà fan không xem thì đó thực sự là một điều vô cùng đáng tiếc. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đặt tay lên ngực và cử hành quốc ca. Hiệp 1 của trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Cucurea. Làm gì đây? Rất quyết liệt. Quẩy đi anh ơi. Bên trong có ai đây? Sóng gió tạm thời đã trôi qua. Tương đối nhịp nhàng. Mbappe. Thể hiện đi em ơi, thể hiện giá trị của mình đi. Antoine Griezmann. Rất khó chịu. Đánh đâu? Tiếng tôi vang rừng núi. Sao không ai trả lời? Một pha dứt điểm quá thiếu chuẩn xác. Không đen nhưng rõ ràng là anh hơi nhỏ. Olmo. Cavani. Olmo. Mbappe. Có dứt điểm. Một pha bóng mà anh thực hiện kỹ nghệ nhưng trở thành kỹ viện. Nacho Hernandez. William Dem. Cucurea. Đường chuyền dài. Rất phiêu lưu. Khoảng trống để có thể dứt điểm ngay. Một tình huống phản xạ tuyệt vời.
Ôi trời ơi, rất quyết liệt. Dứt điểm. Đó là tình huống khiến cho nhiều cổ động viên phải thót tim. Kone. Hernandez. Pha chọc khe rất hay. Hồi hộp vết đấy anh em nhỉ. Không có cơ hội dứt điểm. Bóng đã đi ra ngoài đường biên. Antoine Griezmann. Dứt điểm. Rất khỏe. Lần này thì anh tôi hơi đen rồi đây. Tiếc thế. Không có cơ hội dứt điểm. Quả ném biên. N'Golo Kanté. Đường chuyền rất nhanh. Goal! Thật sự là ngày hôm nay đúng là sân chơi của những thủ thành xuất sắc. Những bóng không đi vào lưới. Căn chỉnh một tí nữa thôi thì có lẽ đó sẽ là một siêu phẩm. Không có gì nguy hiểm. Cơ hội đấy. Goal! Tuyệt vời! Đã có bàn thắng mà đó là một pha xử lý rất đẳng cấp. Phải như thế này chứ nhỉ? Đó là một tình huống xử lý tuyệt vời và không hề có bất cứ một độ trễ nào cả. Quá hay! Lắm mang cái bàn dễ không gì. Lại ghi những cái bàn mà người ta cũng không nghĩ là có thể tạo được bàn thắng. Trận đấu đang diễn ra thực sự chất lượng, chất hơn cả nước cất. Cả hai đội đều đang tạo ra một loạt những cơ hội đáng chú ý. Trận đấu quá hay. Nếu như Quang Vinh có bài dịu dàng đến từng phút giây thì trận đấu này phải nói là nó hồi hộp đến từng giây phút. Cucurea. Rất quyết liệt. Hernandez. Rất quyết liệt. Cucurea. Làm gì đây anh ơi? Olmo. Đi bóng rất tự tin. N'Golo Kanté. Bóng đã được phá lên. Bóng đã đi ra ngoài đường biên.
không được. Đây rồi, nó vẫn là đôi giày thôi. Nhưng có vẻ như đã có lỗi việt vị rồi. Sức nóng của trận đấu trong phút vừa qua rõ ràng là đã được đẩy cao lên rất nhiều. Nhưng thời gian có lẽ sẽ là phương án trả lời chính xác nhất. Morata rất quyết liệt. Bên trong có ai đây? Kune. Mbappe. Antoine Griezmann. Nghệ sĩ hài Dembele. Pha lấy bóng tốt. Quẩy đi ngay. Mbappe. Antoine Griezmann. Dứt điểm. Đây rồi. Ôi rồi ôi, phí thế. Olmo đi bóng rất khó chịu. Cavahan. Mbappe. Sự áp sát cần thiết. Morata. William đêm. Mất bóng rồi. Kune. William Saliba. Tchouameni. Antoine Griezmann. Olmo. Cavahan. Làm gì đây? William đêm. William đêm. Tương đối chật vật trong. Đã có lỗi. Nhưng bóng đã đi ra hết đường biên ngang. Benjamin Pavard. Mbappe. Hernandez. Không thể tung ra cú dứt điểm. William đêm. Nacho Hernandez. William đêm. Mbappe. Sự áp sát cần thiết. William đêm. Lỗi rồi. Trận đấu đang nóng lên với từng pha va chạm của cả hai bên. Olmo. Có. Dứt điểm. Vẫn chưa thể có bàn thắng. Thực sự là đáng tiếc.
không có cơ hội dứt điểm. Đá tập trung vào. Bên trong có ai đây? Rất quyết liệt. Hãy cẩn trọng với những pha bóng như thế này. Morata dứt điểm. Một tình huống phản xạ tuyệt vời. Đó là tình huống cứu thua tuyệt vời. Trong không gian thật là tiên lãng mà lại bỏ lỡ pha bóng này. Hãy giết tôi đi. Một pha bóng mà có lẽ là nhắm mắt thì đá vẫn cứ vào. Rất chính xác. Quẩy đi ngay. Pha lách bóng rất hay. Morata. Và ngăn chặn rất nhanh. Kone. N'Golo Kante. William Saliba. Tchouameni. Benjamin Pavard. Bóng đã đi ra ngoài đường biên. Nghệ sĩ hài Dembele. Hernandez. N'Golo Kante. N'Golo Kante. Goal! Đó là tình huống khiến cho nhiều cổ động viên phải thót tim. Tiếc thế, tiếc thật sự ấy. Olmo. Đường chuyền dài. Được, lên. Pha ngăn chặn rất nhanh. Có 2 phút đá bù giờ thôi các anh ơi. Morata dứt điểm. Mbappé. Olmo. Ôi không đá đấm gì nữa, trọng tài đã cho các cầu thủ của cả hai bên ra nghỉ. Anh Thỏ nghĩ sao về những gì đã diễn ra trong hiệp 1 của ngày thi đấu hôm nay? Theo như tôi thấy đây sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng dành cho những anh em bet thủ. Trong hiệp 2 này thì hai đội sẽ đổi sân. Và với hiệp thi đấu thứ hai này, diễn biến nó sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi. Trận đấu đang diễn ra thực sự chất lượng, chất hơn cả nước cất. Cả hai đội đều đang tạo ra một loạt những cơ hội đáng chú ý. Trận đấu quá hay. Vâng, đường truyền rất chính xác dành cho đôi bạn. Nghệ sĩ hài Dembele. Hơi khó mất rồi. Kone. Thêm một cơ hội lên bóng nữa. Olmo. Đã có lỗi. Antoine Griezmann. Lên bóng rất thoáng.
Morata. Và sau đó là một đường chuyền rất hay. N'Golo Kanté. Hernandez. Làm gì đây anh ơi? Olmo. Antoine Griezmann. Benjamin Pavard. Antoine Griezmann. Hernandez. Mbappe. Và sau đó là một đường chuyền rất hay. Đi bóng rất tự tin. Tchouaméni. Cơ hội dứt điểm, có thể dứt điểm ngay. Thật sự là ngày hôm nay đúng là sân chơi của những thủ thành xuất sắc. Trời ơi anh ơi, sao lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đến như vậy. Cavahan. Đây đây rồi, đây đây, chạy chạy chạy. Morata. Tình huống mở cánh tương đối hợp lý. Dứt điểm. Đó là một tình huống đưa bóng đi ra ngoài. Đây là bàn thắng trong lòng người hâm mộ. Đi bóng rất khó chịu. N'Golo Kanté. Nghệ sĩ hài Dembele. Benjamin Pavard. Bên trong có ai đây? Trả ngược lại hợp lý. Dứt điểm. Tuyệt vời. Chê vào đâu được. Những người đang theo dõi trận đấu này đang cảm nhận được một bầu không khí sôi động, một trận đấu tốc độ, và những gì mà chúng ta nhìn thấy cho đến lúc này đó sẽ là một trận cầu hay. Cần phải có những pha phối hợp hoặc là những đường căng ngang gây xáo trộn hàng phòng ngự đối phương. Olmo. Morata. Dứt điểm. Sĩ hài Dembele. Chạy đi em ơi. Và cắt bóng rất kinh nghiệm. Hãy cẩn trọng với những pha bóng như thế này. Nacho Hernandez. Olmo. Morata. Lỗi rồi. Trận đấu đang nóng lên với từng pha va chạm của cả hai bên. Dứt điểm. Đó là tình huống phản xạ tốt.
Cavahan. Laporte. Rất trống trải. Giống như kiểu chưa ăn cơm vậy. Không thể có được những pha phối hợp. Rất an toàn. William Saliba. Lên bóng rất thoáng. William Dem. Cucurea. Đường chuyền dài. Mất bóng rồi. N'Golo Kanté. William Saliba. Benjamin Pavard. Thêm một cơ hội lên bóng nữa. Antoine Griezmann. Cánh rất thoáng. Hernandez. Cánh rất thoáng. Mbappe. Rất đẹp. Phải như thế này chứ nhỉ? Đó là một tình huống xử lý tuyệt vời và không hề có bất cứ một độ trễ nào cả. Quá hay. Tiếng tôi vang từ núi, anh em nghe trả lời. Vâng rồi các bạn ạ. Có lẽ trận đấu này đã đóng hòm. Cavahan. Đường chuyền rất nhanh. Cucurea. Olmo. Cavahan. Rất hợp lý. Olmo. Antoine Griezmann. Hồi hộp vết anh em nhỉ. Kolo Muani. Đi bóng rất hay. Olmo. Morata. Một cơ hội nữa. Quả ném biên. Lên bóng rất thoáng. Bóng đã được phá lên. Trong bóng đá có một quy luật rất nghiệt ngã. Đó là nếu không ghi được bàn thì bạn sẽ rất dễ bị ghi bàn. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng thì sẽ rất dễ bị thủng lưới. Một cơ hội nữa. Đã có lỗi việt vị. Sẽ có tình huống thay người. Làm gì đây? Cối! Dứt điểm! Thủ môn đã chơi quá hay trong cú ra chân vừa rồi. Mọi thứ tạm thời đã được giải quyết. Pha lấy bóng tốt. Đường chuyền dài.
Tchouaméni. Antoine Griezmann. Kone. Hernandez. Được, lên. Rất quyết liệt. William Dem. Laporte. Cavahan. Morata. Olmo. Morata. Như vậy là tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Trận đấu đang nóng lên với từng pha va chạm của cả hai bên. Làm gì đây? Rất an toàn. William Saliba. Làm gì đây anh ơi? Đó là một tình huống cắt bóng chính xác. Olmo. Đá tập trung vào. Cavahan. Được chuyền rất hay. Đi bóng rất khó chịu. Dembele. Camavinga. Hernandez. Kingsley Coman. Khá bình tĩnh. Nào hãy xem anh này làm gì đây. Rất quyết liệt. William Dem. Nacho Hernandez. Cucurea. Nacho Hernandez. Đường chuyền dài. Tchouaméni. Nghệ sĩ hài Dembele. Tình huống mở cánh tương đối hợp lý. Và ngăn chặn rất nhanh. Nacho Hernandez. Cucurea. Đấy rồi, lên này. Lại ra biên. Đánh đâu. Rồi ôi, bóng bánh, đá này thì bánh đâu mà ăn. Và chạm bóng rất thiếu cảm giác. Và đến đây thì buổi tôi trực tiếp xin được phép kết thúc tại đây. Xin chào và gặp lại các bạn trong những trận đấu tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào.